bàn quyên hàm hài. Ta chép cuốn thiên thơ cho đến khi chữ cuối cùng vừa chấm dứt thì mạng của ta cũng chấm dấu sao cùng. Gió ta bàn quyến nó chờ ta chép cho rồi mấy cuốn thiên thơ, chứ phải nào nó thương xót chi ta, nó đâu có nhớ lời đoạn thể đi cùng ta lên non học đào, rằng ai giống thề phản bạn sẽ bị hành hình bởi bãi nước phân thay. Rồi hôm nay sự thay đổi thay nó hại bạn bởi quyền cao lòng ngã. Trời ơi bạn đời xưa sao nhiều người chung thủy, còn bạn đời nay sao lắm kẻ gian tàn. Ai xàm tâu rằng ta nay phàn tội bêu đầu phép nước khó dung tha, nhờ bàn quyến rồi tông giữa chương tòa nên mới được thoát qua dòng tư tội. Ta phải bị chặt chân giữa pháp trường nơi đất nguy chỉ vì gã bàn quyển phao phán tội gây loạn. Thôi rồi uổng công
lòng nó thỏa thích mừng vui. Còn ta thì xúc động biết bao bởi tình bằng hữu mấy ai ở đằng. Nhưng có biết đâu những kẻ lừa thầy phán bạn nó thường hay giá dạng. Cẩm nang hiền đồ nên giữ kỳ, gặp lúc tai nạn hãy mở nó ra xem. Dạ dạ dạng giọng tôn sư cảm ứng chứng minh trước phương an đệ tử xin đây đầu khấn nguyện. Là thay sao thầy để lại trong cẩm nang chỉ có một chữ cuồng. Thì ra muốn tránh khỏi hang hùm nọc răng, thầy ta bảo ta phải giả điên cuồng để tránh nạn bàn quyến. Tai bưng dĩa muối chăm gừng gừng cay muối mặn. Gừng cay muối mặn xin đừng bỏ. Cầu ngân gian thằng Nga nợ dối sáng ngang để cho hậu nghệ phải mang âm tình. Trời ơi uổng công phu bao năm trời tu luyện, nay phải giả điên cuồng cũng bởi vì ta cái lệnh tôn sưng.